Liên quan đến sai phạm tại các đơn vị đăng kiểm, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung lần hai và đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6004D thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Tuấn Trung nằm trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo kết luận điều tra bổ sung lần thứ hai từ đầu năm 2020, do tình hình kinh doanh khó khăn nên các bị can Lương Minh Tú, nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm 6004D, Lê Sơn Tuyền, Trần Đức Duy cùng là phó giám đốc cùng với 6 đăng kiểm viên và một nhân viên công ty đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Các bị can trực tiếp và qua trung gian nhận tiền ngoài quy định của các chủ phương tiện để thực hiện sai quy định quy trình kiểm định xe cơ giới, bỏ qua một số lỗi không đạt về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cập giấy chứng nhận kiểm định cho xe không đạt tiêu chuẩn. Từ đầu năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, các bị can đã nhận hối lộ và hưởng lợi bất chính số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.